chào tất cả quý vị và các bạn. Bữa nay mình mời quý vị và các bạn đi lễ hội Sây Ma hay là lễ ăn thánh thạch ở chùa Xiêm Cán nha quý vị. Hiện tại mình đang đứng trước cổng ở chùa Xiêm Cán lễ thánh thạch ngôi chùa chánh điện Sây Ma. Hiện tại là mình đang đứng trước cổng nha quý vị, mời quý vị và các bạn để theo chân mình vô trong chùa. Thì ở đây rất đông bà con đồng bào Khmer đang đi dự lễ quý vị. Hiện tại nãy mình ở cổng ngoài, giờ mình tiếp tục tiến cổng thứ hai ở vô chùa quý vị. Ở hai bên rất nhiều người bán đồ, rất nhiều người đi lễ hội Sây Ma. Hiện tại mình đang vô trong luôn quý vị. Nhìn xung quanh, cảnh xung quanh rất là đẹp quý vị. Tại sao quý vị? Hãy subscribe cho kênh Lễ Hội Sây Ma để không bỏ lỡ Cứ